Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Trung Quốc sử dụng hơn 100 trang mạng giả danh tại 30 nước để tuyên truyền sai sự thật. Ngày 8 tháng 2, AFI tiếng Việt loan tin Citizen Lab hơn 100 trang mạng tại 30 nước tuyên truyền cho Trung Quốc. AFI dẫn một hãng tin lớn quốc tế cho biết, một viện nghiên cứu chuyên giám sát thông tin trên mạng thuộc Đại học Toronto, Canada, ngày 7 tháng 2 đã công bố báo cáo về một công ty Trung Quốc có quan hệ gần gũi với chính quyền Bắc Kinh, đứng sau 123 trang mạng giả danh báo chí địa phương hoạt động tại 30 quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Những trang mạng này bị cáo buộc phổ biến các quan điểm có lợi cho chính quyền Trung Quốc với nhiều thủ đoạn, trong đó có việc tung tin bịa đặt. Và đây là hình bản tin trên trang AFI. AFI cho biết báo cáo của Viện giám sát kỹ thuật số và thông tin trên mạng Citizen Lab chỉ đích danh công ty Trung Quốc Hải Mại chuyên về quan hệ công chúng đứng sau chiến dịch tuyên truyền này. Báo cáo của Citizen Lab nhấn mạnh đến việc các trang mạng nói trên tự giới thiệu là các trang thông tin địa phương, ví dụ như trang mạng mang tên Roma Journal, bề ngoài giống một hãng tin địa phương của Ý, với các thông tin nổi bật như triển vọng chính trị của Thủ tướng Ý, hội khinh khí cầu ở một tỉnh phía bắc nước Ý hay một buổi ra mắt sách. Tuy nhiên, một thông cáo báo chí ở một góc trang chủ đăng lại một loạt bài viết trên truyền thông nhà nước Trung Quốc về các chủ đề như đóng góp của Trung Quốc cho phục hồi kinh tế toàn cầu và nỗ lực đổi mới công nghệ của Trung Quốc. Theo báo ý, Fort Leo, trang mạng Roma Journal, không phải là một cơ quan báo chí hợp pháp tại Ý. Theo AFI, công ty Hải Mại đã không trả lời câu hỏi của hãng tin quốc tế nói trên. Hãng tin này cũng không thể liên lạc được với số điện thoại của công ty đăng tải trên trang nhà. Và đây là hình chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. AFI cho rằng tiên truyền trước mắt ít gây hại nhưng hậu quả có thể vô cùng lớn. Bởi phần lớn nội dung trên các trang mạng mà Citizen Lab tìm thấy có nguồn gốc từ dịch vụ thông tin báo chí mang tên Time News Wire, một dịch vụ mà các chuyên gia công ty an ninh mạng Median vào năm 2023 đã xác nhận là một trung tâm của chiến dịch gây ảnh hưởng của Trung Quốc nhắm vào người dân Mỹ. Trong số các nội dung có lợi cho Bắc Kinh, có nhiều thuyết âm mưu chống Mỹ và các đồng minh chẳng hạn như đổ lỗi cho các nhà khoa học Mỹ làm rò rỉ virus gây bệnh COVID-19. Vẫn theo AFI, Viện Nghiên cứu Citizen Lab cho biết, chiến dịch này đã bắt đầu từ giữa năm 2020. Theo hãng tin quốc tế nói trên, rất hiếm khi các nhà điều tra liên kết được các hoạt động tuyên truyền như vậy với một cơ sở cụ thể của Trung Quốc. Trung tâm An ninh mạng quốc gia Hàn Quốc, một bộ phận của cơ quan tình báo quốc gia, trong một báo cáo vào tháng 11 năm 2023, cũng ghi nhận các liên hệ giữa 18 trang mạng thông tin với công ty Hi Minh nói trên. Và đây là hình Bộ trưởng Bộ tuyên truyền, kép boss của Đức Quốc xã. AfI cho biết thêm, báo cáo của Viện Citizen Lab kết luận chiến dịch mà công ty Hải Minh đứng sau là một ví dụ về hoạt động gây ảnh hưởng sâu rộng, phục vụ cả lợi ích kinh tế và chính trị của Bắc Kinh. Citizen Lab kêu gọi cảnh giác vì đứng sau các thông tin về cơ bản được đánh giá là vô hại. Các cơ sở mạo danh báo chí địa phương đang âm thầm gieo rắc các thông tin sai lệch, rút cục sẽ gây ra các ảnh hưởng vô cùng lớn. Khi một trong số các thông tin sai lệch đó được truyền thông chịu lưu hoặc một số nhân vật chính trị hàng đầu chấp nhận. Có vẻ như Trung Quốc đang sử dụng chiến thuật mưa dầm thấm đất khi họ cố ý tuyên truyền những điều sai sự thật, cường điệu hóa những điều tốt đẹp cho họ và hạ thấp thậm chí là bôi xấu Mỹ và phương Tây. Đây cũng là triết lý mà Joseph Gepo, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền của Đức Quốc xã sử dụng, đó là lời nói dối được nhắc đi nhắc lại sẽ thành sự thật. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trung Quốc sử dụng hơn 100 trang mạng giả danh tại 30 nước để tuyên truyền sai sự thật. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Một ban của Úc đã tạm dừng nhận du học sinh ở ba tỉnh miền Trung Việt Nam. Ngày 7 tháng 2, AFA Tiếng Việt loan tình, ban Nam nước Úc tạm dừng nhận học sinh từ ba tỉnh miền Trung Việt Nam. Theo đó, bang Nam Úc Quyết định tạm dừng việc nhận học sinh đến từ ba tỉnh miền Trung Việt Nam sau khi xảy ra vụ 4 học sinh người Việt mất tích tại bang này. Và đây là hình bản tin trên RFA. RFA cho hay truyền thông nhà nước Việt Nam ngày 6 tháng 2 dẫn thông báo của cơ quan giáo dục bang Nam úc về quyết định vừa nêu. Cụ thể bắt đầu từ năm học này, các trường tại bang Nam úc sẽ không nhận học sinh phổ thông và trung học cơ sở đến từ ba tỉnh miền Trung Việt Nam, gồm có Hà tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, học sinh Việt Nam từ các tỉnh khác gồm Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Đắk Lắk, Lâm Đồng cần nộp thêm giấy cam kết đến Úc để học tập và có kế hoạch học tập cụ thể. Đến tháng 8 năm 2024, các quy định đối với học sinh ba tỉnh Đồng Nai, Đắk Lắk, Lâm Đồng sẽ được xem xét lại. Theo AFA, quyết định vừa nêu của bang Nam Úc được đưa ra sau khi xảy ra vụ việc có 4 học sinh Việt Nam mất tích hồi đầu năm nay. Hiện nay, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney đang phối hợp với cảnh sát bang Nam Úc trong công tác tìm kiếm các học sinh mất tích này. Và đây là hình trang trại trồng cần sa của người Việt tại bang Queensland, Úc, nơi 14 du học sinh Việt Nam bị bắt giữ. AFA cho biết thêm, thống kê cho thấy mỗi năm có hàng trăm học sinh Việt Nam sang bang Nam Úc học tại 150 trường ở đó. Kể từ khi bang Nam Úc bắt đầu tiếp nhận học sinh quốc tế hồi năm 1989, có hàng ngàn học sinh Việt Nam đến bang này. Việc học sinh ở các tỉnh miền Trung bị một số nước cấm đến nước họ du học không phải chuyện mới. Tình trạng chung là các nước tiếp nhận du học sinh Việt Nam đều e ngại những học sinh đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh. Những lý do được đưa ra như sau. Số lượng du học sinh từ những tỉnh này trốn ra ngoài rất nhiều, số buổi không đến trường tăng cao, thậm chí là nhờ điểm danh hộ những du học sinh trốn trường, bỏ học ra ngoài, đa số đều tìm việc làm lậu, cư trú bất hợp pháp, vi phạm pháp luật của nước sở tại. Tại Úc rất nhiều người Việt cư trú bất hợp pháp tham gia vào công việc trồng cần sa, một công việc bị nước Úc cấm. Một cuộc bố ráp của cảnh sát Úc vào giữa tháng 11 năm 2023 đã bắt giữ 11 sinh viên Việt Nam và còn nhiều những vụ bắt giữ tương tự tại Úc đều đáng nói là đa số những người này đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh. Và đây là hình hai cuốn tự truyện Đường xanh viễn xứ và Nếu không có ngày mai của tác giả Tô Giang kể về công việc trồng cần sa của người Việt tại Úc. Trong cuốn tự truyện Đường xanh viễn xứ của tác giả Nguyễn Tô Giang thuộc về quãng thời gian ông sống trong thế giới ngầm ở Úc cho biết nhiều du học sinh miền Trung Việt Nam đến Úc với mục đích kiếm tiền làm giàu nhanh. Và con đường nhanh nhất của họ là trồng cần sa, tiếng lóng gọi là chăn mèo. Trong cuốn sách của mình, ông Giang không ngần ngại chỉ ra những mánh khóe nghề từ việc ăn cắp điện, cách vận chuyển cho đến cách tạo vỏ bọc thiện lương với hàng xóm và cả những lỗ hỏng trong hệ thống luật pháp ở Úc. Có lẽ như lời ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ được thế này không? Khi mà người Việt, đặc biệt là những người xuất thân từ quê hương Soviet nghệ tỉnh, cái nôi của cách mạng đang phải tìm đủ mọi cách, bằng đủ các con đường, từ hợp pháp đến bất hợp pháp, kể cả phạm tội để thoát khỏi Việt Nam, để mong được đổi đời nơi xứ người. Thực trạng bi thảm của người Việt hôm nay quả là công ơn trời biển mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban tặng cho đất nước này, dân tộc này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Một bang của Úc đã tạm dừng nhận du học sinh ở ba tỉnh miền Trung Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.